Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, thì từ hôm nay, không khí lạnh suy yếu nhường chỗ cho vùng thấp nóng phát triển, nên tiết trời hầu khắp Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội trở nên khô ráo hơn, nhiệt độ tăng dần, tiết trời ấm lên từng ngày. Mức nhiệt cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, ở khoảng từ 27-30 độ và sẽ tiếp tục tăng tuyến tính lên khoảng từ 1-2 độ trong ngày 29 tháng 3. Thậm chí khu vực Tây Bắc như tại Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La có nơi còn xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ chạm ngưỡng 35-37 độ. Từ ngày 30 tháng 3, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, có nắng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ. Khu vực Hà Nội trong các ngày 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ. Từ ngày 3 tháng 4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên khu vực sẽ xuất hiện mưa rào và dông trở lại. Nhiệt độ theo đó cũng sẽ giảm dần, nắng nóng tạm thời chấm dứt. Vùng thấp nóng cũng là tác nhân gây ra tăng nhiệt cho các tỉnh miền Trung. Từ ngày hôm nay, trên toàn miền đều phổ biến ban ngày trời có nắng và nhiệt độ trưa chiều tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất ở các tỉnh ven biển phía Bắc miền Trung rơi vào khoảng từ 27-30 độ và khoảng từ 30-33 độ tại khu vực phía Nam. Riêng các tỉnh vùng núi phía Tây như từ Thanh Hóa tới Quảng Bình, do trực tiếp chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nóng phía Tây, nên từ ngày mai sẽ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 35-37 độ. Đến với Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ngày hôm nay tại hai khu vực này vẫn phổ biến là ít mưa, ngày nắng nhiều, nhiệt độ trên các khu vực tăng khá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ. Riêng một số nơi thuộc Kon Tum, Gia Lai và Lâm Đồng có thể có nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ. Còn tại Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn, dao động từ 33-36 độ. Nắng nóng xuất hiện tại khu vực miền Đông Nam Bộ, cảm giác khô nóng khi độ ẩm vào thời điểm trưa chiều khá thấp, chỉ vào khoảng từ 40-50%. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực Tây Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, khu vực Tây Bắc là từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Miền đông là từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông nam cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ
có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.